Cái dây tới giờ trực trăng thạch phạch đi cái dây. Wow. Xe tăng đã không cái dây? Cái dây tới giờ trực thăng này. Wow, trực thăng phạch 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 phạch. À, đã quá đã. Bây giờ sờ cái bánh xe tăng nữa nè. Cái sờ bánh xe tăng không? Sờ bánh xích xe tăng không? Ô, đã dữ ta. Đã quá đã luôn. Quá đã. Ồ, sờ cái bánh của trực thăng luôn nè. Ồ, từ từ. Đi nôn quá. Nôn quá té luôn, ghiền quá. Kia sờ cái bánh của trực thăng nữa nè. Chỗ này nè. Sẽ có người ở trên này nè, rồi. Khi bay là sẽ kiểu phạch 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 phạch. Thấy cái bánh. Thấy cái bánh của xe trực thăng đẹp không? Bự không? Đi. Đi tiếp nào, đi qua đây, đi qua đây. Qua đây coi xe ủi này cái dòi. Đây cái dòi chụp hình không? Mẹ chụp hình cho cái dòi. Đây là xe tăng gì đây? Xe tăng M41. Đó là coi thử trực thăng nè, trực thăng gì nè. Cái bay CH47. À, còn đây là xe tăng M48. À, ba. Đẹp không? Đây, đi, đi ra đây, bà chờ coi tiếp. Thấy, con thấy ở trên xe tăng nó có cái tháp pháo không? Tháp pháo kìa. Cái tháp pháo để bắn đùn đùn nữa. Nè, cái này là để bắn đùn đùn nè. Cái tháp pháo đó. Còn đây là gì đây? Anh nghĩ là trên này chắc là ráp súng đó, để trực thăng nó bắn đó con. Không thấy hai cánh quạt không? Trực thăng này có hai cánh quạt không? Trực thăng vận tải đó. Bắn đun 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 đun. Bắn đun đun để bắn cái vị trí nào cần bắn. À đây con nhìn xe tăng nó có cái này, con biết làm gì không? Biết cái này để làm gì không? Cái này để nó kéo đó. Kéo gì? Kéo gắn dây xích vô nó kéo đi. Kéo gì? À đi đi. Đây còn đây là con biết cái này là cái gì không? Đây là cao su nè, để cho nó êm nè, nó chạy trên đường cho nó khỏi bị dòng nè. Này còn đây là sắt nè, đây là cao su nè, thấy không? Đây còn bà cho qua coi xe ủi nè. Nè, xe ủi đất V7E nè. Đây có cái bên ủi đất nè. Thấy không? Thấy cái bên ủi đất bự không? Rồi nó có cái bánh xích giống xe tăng không? Đúng không? À, giờ thấy cái bánh xích này nó quay là cái bánh xích nó sẽ chạy. Nó ủi đất tới đây nè. À, nó ủi rất là nhiều đất ở phía trước này nè. Con hiểu không? Đây đây, nó chạy được nhưng mà giờ cái đây là để trưng bày nè, nó không có chạy được. Người điều khiển sẽ ngồi ở khu vực này. Bánh tròn tròn là để nó quay tới là nó chạy nè. À, nó quay là để nó chạy tới, con hiểu không? Chạy tới để nó ủi. Đây đây con coi, đây là xe thiết giáp nè. Nó vẫn có tháp pháo nhưng mà pháo nhỏ. Đây. Ô, xe này xe tăng phun lửa vậy rồi. Xe tăng phun lửa M32A1. Tức là cái này nó sẽ phun ra lửa nè. Wow. Rồi. Cái này ba nghĩ là những cái quả bom ngư lôi ở dưới biển, dưới nước quá. Cái này mà bình thường có bom là nó nổ đùn nữa con. Nổ đùn là tiêu á. Tiêu á? Ừ, đây pháo nè. Pháo để nổ đùn. Đây đây đây, pháo để bắn nổ đùn nè. Anh thấy pháo không? Bắn nổ đùn. Bắn từ đây bắn ra nè, bắn đùn ra. Hiểu không? Đây. Ai coi? Đây nè, con ra coi pháo nè. Pháo, pháo người ta sẽ điều khiển bắn từ đây. Bắn từ đây nè. Đây nè. Đây ba chỉ nè. Sẽ gà đạn vô này. Sẽ bắn từ đây, bắn đun lên trên kia.
Nghe hiểu cái pháo chưa? Đó, pháo gà đạn vào bắn cái đùn. Bắn bắn đùn. Bắn đùn là bắn cái vị trí cần bắn. Đây là cái pháo bự hơn này rồi. Qua đây coi, đưa ba coi thử pháo này pháo gì nha. Pháo này là 105 ly. Còn pháo này ba coi thử ba pháo này bao nhiêu ly nha. Pháo này là 155 ly. Pháo binh yểm trợ trực tiếp. À, nó bắn được gần 14.6 cây số luôn rồi. Nè con thấy này. Wow, cái trụ pháo nó bự không? Nó sẽ gài cái pháo vô một phát là nó bắn đùn. À, bắn đùn lên kia luôn. Nãy cái bánh nó còn bự không? Hồi xưa người ta phải kéo bằng tay này rồi. Người ta phải kéo bằng người á. Lúc mà thô sơ là phải kéo bằng người kéo như thế này nè. Kéo này nè, kéo đi. Mà phải nhiều người chứ một người kéo nó chạy sao? Con hiểu không? Con nắm kéo coi nổi không? Nắm kéo thử bạn chạy không? Kéo, kéo mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Không nổi đúng không? Vậy chắc nhiều người lớn mới kéo nổi chứ mình coi sẽ kéo nổi. Vui không? Mới kéo được. Còn đây là ồ con nhìn cái pháo này nó bự không dài. Nè nhìn cái cần pháo này. Wow. Một cái cần pháo rất là dài. Pháo này là pháo 175 ly, pháo tự hành. Đùn, đây này, nó bắn đùn. Ồ cái pháo này tầm bắn của nó là tới 32,7 cái cây số luôn á rồi. Đây qua đây coi tiếp này. Pháo tự hành M47. Đây đây đây, do. Còn đây là cũng là pháo nữa này. Này là pháo. Pháo leo. Hả? Không có leo là đây đây. Ta chỉ đây cái tháp pháo của xe tăng này. Này con thấy cái tháp pháo không? À, còn đây là súng nha. Súng gì đây? Súng chắc là súng tiểu liên cái gì nè. Ồ, súng không giật nè. M40. Súng không giật lên là à đây là cái thuyền để leo lên bắn này cái rồi. Đây nè. Ở đây là cái súng thật nè. Tức là lái thuyền sẽ ở trước này, khi lái thuyền chạy nè. Chạy trên sông, trên biển là sẽ lái cái thuyền này. Sẽ bắn bằng cái này. Đây, thôi đi vô kia coi bom.